Thưa quý vị, nhằm nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn về công tác bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai mô hình sống xanh, mỗi gia đình một cây xanh. Đến nay, mô hình đã thu hút sự tham gia của các hội viên và nhiều người dân. Những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống, sức khỏe con người. Công tác giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng triển khai thực hiện. Theo đó, mỗi gia đình hội viên sẽ trồng một cây xanh trước cửa nhà và trên sân thượng để đảm bảo môi trường, cải thiện không gian sống. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn về công tác bảo vệ môi trường. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng đã cụ thể hóa cái việc làm gắn liền với cái thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị tại từng khu dân cư. Nó lại nằm trong các chủ hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, góp phần bảo vệ cái môi trường trên địa bàn phường Hải Châu 2 cùng với quận và thành phố để xây dựng cái thành phố đáng sống, thành phố môi trường trong cái thời gian trước mắt và lâu dài. Các hội viên cùng nhau trồng, nhận và chăm sóc cây xanh tại gia đình và khu vực công cộng, cùng nhau dọn vệ sinh chung, thu gom rác thải, tạo các bồn cây, chậu hoa ở những khu vui chơi, giải trí. Các hoạt động đó không chỉ làm cho đường phố thêm xanh, mà còn góp phần xây dựng đô thị văn minh. Thông qua thực hiện mô hình, người dân đã có những thay đổi rõ rệt trong việc bảo vệ môi trường. Thì hưởng ứng cái phát động của Hội Liên hiệp Phụ nữ, thì em là nhận những cái thùng rác mà họ đã bỏ đi để mà dùng cho mình rửa sạch đi và mình để cho là họ bỏ rác rồi cho nó ảnh hưởng đến môi trường, phân loại rác thải tại nguồn. Với nhiều mô hình hiệu quả về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thành phố Đà Nẵng đã góp phần đáng kể vào công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, từ đó tác động mạnh mẽ, đưa lối sống xanh thành những hành động, việc làm cụ thể, góp phần khích lệ mọi người cùng chung sức xây dựng môi trường sống xanh, sạch đẹp.